Chào mừng cô dì chú bác cùng tất cả anh chị em và các bạn đã đến với mạng nhỏ của Minh Thạnh Vlog. Đầu tiên Thạnh cũng xin được gọi lời chào và cũng xin kính chúc cho tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống thường ngày. Nếu là lần đầu tiên đến với kênh, hãy đăng ký kênh để tiếp thêm niềm tin và động lực cho Minh Thạnh Vlog. Không nói dần, một lần nữa Thạnh xin trân trọng cảm ơn rất là nhiều. Và qua đây Thạnh cũng xin chia sẻ tâm tư nguyện vọng cũng vì cuộc sống mưu sinh. Nếu như video có lỡ làm phiền tới thời gian của cô dì chú bác cùng tất cả anh chị em và các bạn thì xin hãy thông cảm và bỏ qua cho. Hôm nay Thạnh xin chia sẻ chi tiết quay 125i 2023 tại thị trường Việt Nam, kem giả bán cực sốc. Quay 125i 2023 sau khoảng thời gian làm mưa làm gió tại quê nhà, giờ đây nó đã chính thức có mặt ở thị trường Việt Nam để hồi đáp lại sự trông chờ của những tay chơi thứ thiệt với giá bán lẻ cực sốc. Với quay 125i 2023 thế hệ mới, đội ngũ thiết kế của Honda đã không chọn phương án cách tân toàn bộ kiểu dáng để mẫu xe này trở nên hoàn toàn khác biệt so với thế hệ trước, bởi vì lo lắng rằng phương án này sẽ khiến nhu cầu của người tiêu dùng bị chững lại do phải mất một khoảng thời gian làm quen với lối thiết kế mới. Trên quay 125i 2023, dàn áo của mẫu xe này đánh dấu nhiều sự đổi mới với các điểm nhấn đầy sự tinh tế và được các nhà thiết kế khéo léo thêm thắt. Những điểm nhấn này hoàn toàn không phá hỏng đi hình ảnh quen thuộc của quay 125i 2023. Hơn nữa còn nâng tầm tính chất thời trang và lịch lãm. Như các bạn có thể thấy, ốp mã quay 125i 2023 đã trở nên sắc sảo và đẹp mắt hơn với các chi tiết gần guốc nổi khói. Ngay cả chi tiết mạ chrome ở phần mặt nạ nay cũng trông khác biệt hoàn toàn, không còn nét tối giản như xưa. Kiểu dáng quay 125i 2023 có sự thay đổi mạnh mẽ ở hình thù của đèn hậu. Khi cổm đèn thắng đèn stop giờ đã có hình chữ X vô cùng bắt mắt. Xi nhan hai bên cũng được sửa đổi để tạo nên một bố cục liên lạc và thẩm mỹ cho phần đuôi xe. Quay 125i 2023 đã không còn sử dụng cụm đồng hồ cũ nữa, mà thay vào đó là một cụm đồng hồ hoàn toàn mới và được Honda tích hợp màn hình LCD phía bên trong, chiều chuộng đôi mắt của các khách hàng tiềm năng và cũng trông vô cùng cao cấp. Quay 125i 2023 tuy chưa sở hữu ổ khóa smart key tân tiến, nhưng mẫu xe mới này giờ đây cũng đã trở nên tiện nghi hơn với một chiếc hộc để đồ ở vị trí đường giữa, hỗ trợ tốt cho người dùng trong quá trình di chuyển hàng ngày. Quay 125i 2023 cũng giống như các phiên bản tiền nhiệm, chia ra hai phiên bản bánh căm và bánh mâm, nhưng đều chia sẻ chung hệ thống thắng trước đĩa, thắng sau đồng. Kích cỡ vỏ thì đều là 70/90/17 ở bánh trước và 80/90/17 ở bánh sau. Nhưng ở quay 125i 2023, Honda đã hoàn toàn loại bỏ dây cáp công tơ mét đo lường tốc độ ở bánh trước. Tốc độ và auto của xe sẽ được đo lường bởi hệ thống cảm biến đặt bên trong động cơ, giúp dàn chân trở nên thẩm mỹ hơn và không yêu cầu người dùng phải chú ý bảo dưỡng như trường hợp của dây cáp công tơ mét. Quay 125i 2023 không có sự thay đổi về dung tích cốp và thể tích bình xăng bên trong, khi cốp xe vẫn có dung tích 17 lít, còn bình xăng có thể chứa được 5,4 lít. Động cơ quay 125i 2023 được Honda Thái Lan giới thiệu là thuộc dòng Honda Smart Engine thế hệ mới nhất, đã được bổ sung piston OZ, đem tới khả năng giải nhiệt tốt, giảm mài mòn do ma sát, bền bỉ và kéo dài tuổi thọ sử dụng. Quay 125i 2023 còn mang trong mình trang bị tăng cam thủy lực, hứa hẹn sẽ đem tới hiệu suất ổn định ở mọi dãy tốc độ, giảm thiểu tiếng ồn đồng thời tăng độ êm ái. Khi nhìn quay 125i 2023, thật sự không khó để nhận ra động cơ mới của Honda khi lốc nồi hay lốc mâm lửa đều đã đổi khác. Cũng giống như chi tiết cần số, đây là chi tiết tương đồng với dòng xe quay 110i. Quay 125i 2023 hiện đang được một đại lý tư nhân tại thành phố Hồ Chí Minh phân phối với mức giá bán 86 triệu đồng cho phiên bản màu trắng bánh mâm. Các phiên bản bánh căm sẽ có mức giá rẻ hơn vài triệu đồng tùy vào màu sắc. Trong khi đó, quay 125i 2023 được Honda bán chính hãng tại thị trường Thái Lan với mức giá từ 54.300 baht đến 56.500 baht.
Khi đổi ra tiền Việt, mức giá quay 125i 2023 chỉ ở khoảng 34 triệu đồng đến 36 triệu đồng khi đổi sang tiền Việt. Và vừa rồi là thông tin và hình ảnh cùng mức giá bán của mẫu quay 125i 2023 tại thị trường Việt Nam. Hy vọng video sẽ đem đến những thông tin tham khảo hữu ích cho cô dì chú bác cùng tất cả anh chị em và các bạn. Thấy video hết, cho Thành xin một like và đăng ký kênh để tiếp thêm niềm tin và động lực. Và sau cùng xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ở video sau. Và bye bye.